Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Sáng Tạo Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau setup một bể cá thủy sinh đơn giản và nhỏ thôi. Thì nguyên liệu thì mình gồm có thứ nhất là một bể cá. Ha, thì ở đây mình có một số đá sỏi bự. Loại nhỏ hơn. Và phân nền thủy sinh. Chúng ta còn bắt đầu. Ở đây mình sẽ sắp xếp từ cao xuống thấp, từ trong ra ngoài để tạo điểm nhấn. Đầu tiên thì về mình có mấy mặt sợi lớn này nha. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước vào. Ở đây thì mình có trồng thêm một số hạt thủy sinh cho nên là mình sẽ không có đổ nước ngập hết. Mà nước vừa đủ thôi. Tiếp tới mình sẽ gieo các hạt giống thủy sinh này vào. Đây là bể sau khi mình đã setup xong các bạn. Thì sau khi gieo hạt thủy sinh này á, khoảng 3 đến 4 ngày thì hạt sẽ nảy mầm. Và các bạn phải để từ 1 cho đến gần 2 tuần, sau đó cho các rễ của hạt nó bám chặt vào các phân thủy sinh thì chúng ta mới bắt đầu rưới nước vào. Ở đây mình có gắn thêm một cái đèn led để đảm bảo sau khi hạt nảy mầm thì cũng có đầy đủ ánh sáng để cho cây phát triển. Chúng ta sẽ đợi chờ sau hơn 10 ngày nữa nha các bạn. Hôm nay thì cũng được 6 ngày rồi. Mình sẽ tiến hành trồng cây lan xanh thủy sinh.
Tiếp theo thì mình sẽ gắn cái máy lọc nước vào nha các bạn, cho nó lọc sạch nước. Đối với máy này thì các bạn phải mồi nước vào nha. Rồi chúng ta sẽ tiến hành để cho máy lọc trong vòng nửa tiếng, sau đó chúng ta mới thả cá vào. Sau khi lọc nước thì ta được như thế này, cũng là tương đối ổn. Đối với những cây thi sinh này á, khi mình trồng á, thì một thời gian nữa thì nó sẽ bám chặt vào phần phân thủy sinh, do đó thì nó sẽ rất là chắc. Giờ thì mình sẽ tiến hành bỏ cá vào. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.